Qua điều tra xác định, đối tượng Lê Hà Nam lợi dụng việc đăng ký kinh doanh mua bán đồ điện gia dụng tại nhà của mình ở thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tạo vỏ bọc để tàng trữ các loại linh kiện phục vụ cho việc chế tạo, ráp súng và đăng ký các kênh bán hàng online nhằm cung cấp hàng cho nhiều người trên toàn quốc. Đối tượng Nam mua linh kiện để chế, ráp súng từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu có nguồn gốc từ nước ngoài về tàng trữ tại nhà, sau đó thông qua mạng xã hội giao bán. Trung bình mỗi tháng, Nam đã bán được hơn 1.000 đơn hàng linh kiện cho nhiều đối tượng ở các địa phương trên toàn quốc. Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết, việc mua bán linh kiện chế tạo, lắp súng của đối tượng được thực hiện với thủ đoạn rất tinh vi, dưới vỏ bọc kinh doanh đồ điện. Việc mua, bán giao dịch qua mạng xã hội hầu hết là ẩn danh, dùng nickname ảo. Các đối tượng thực hiện thỏa thuận, giao dịch kín để trốn tránh cơ quan chức năng nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã làm rõ 8 đối tượng liên quan tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, thu giữ 8 khẩu súng, 800 viên đạn và linh kiện phục vụ cho chế tạo, ráp súng. Đây là những đối tượng đã mua linh kiện từ Lê Hà Nam về chế tạo, ráp súng để sử dụng. Có thể nói, việc mua bán linh kiện súng dễ dàng qua mạng xã hội là yếu tố tiềm ẩn mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chính vì thế, cùng với việc đấu tranh của lực lượng công an, còn cần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, nhằm kịp thời thông tin, phát hiện các trường hợp chế tạo, tàng trữ, sử dụng súng trái phép ngay từ địa bàn cơ sở. Hiện lực lượng công an Quảng Nam đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra vụ án.